tao lập công 12 giờ trưa nha anh em. Đây 11 giờ 54 quánh từ hồi lúc vô đây là đánh nó từ hồi lúc qua dắt 9 giờ dắt 9 giờ mà đeo đeo dời hai ba cội rồi ngay nhà nó mới chịu đá nha anh em. Tới 11 giờ 54 mới đưa được em nói gì nổi. Đây trong mình còn ôm lông non không anh em nè, anh em xem ôm lông non không mà nó chơi đẳng cấp luôn nha, âm phải nói luôn tuyệt vời nha. Chim đang thay lông nên lông nó không được đẹp không. Rồi mời anh em vào xem clip kèo 12 giờ trưa của Mây Tàu đưa em nói gì đổi. Rồi chào anh em nha, bữa nay tiếp tục mình lên cho anh em con thổ pha âm sấm. Con thổ pha âm sấm con này thì nước chơi thì mình quánh ngay kèo 12 giờ trưa, nước chơi thì khỏi bàn luôn nha anh em. Mình kèo đầu mình thả thử con bổi nổi của mình, thả thử con bổi nổi mà nó xuống, nó bổi nổi không chơi mà nó về tàn, nó về tàn, nó rù với con chim sẻ rồi xong nó tự rớt luôn nha anh em, nó tự rớt luôn, nó tự rớt vô cái bắt đầu con bổi nổi gù được vài ba sạc, nó dí con bổi nổi, nó dí con bổi nổi nó chơi đã rồi mình mới sợ là nó dập bể con bổi nổi đi, mình mới lùa nó lên. Rồi nó lên là mình đưa mây tàu xuống. Rồi đưa mây tàu xuống thì nó về nó gớp tích tắc luôn. Chim gớp, con chim nó gắt rất hăng, bởi vì ngay cội nó, một là ngay cội nó, hai nữa là cái tố chất nó lì và nó rất sung nha. Nó rất sung, nó gắt hăng. Mà ngay lúc đó là 11 giờ mấy 12 giờ đó mà trời nắng rất đổ lửa. Mình mới đưa mây tàu xuống rồi xong. Nó đấu một tăng rồi mây tàu mới thu phục, đưa em nói về đội. Đưa về đội là đúng là còn 6 phút nữa là 12 giờ nha anh em. Con này thì giờ nó mình để báo nước chơi với cho anh em ngoài là con này là nó rước cực kỳ. Nó về tàn là mình nhóng lo cái nó mình nhóng lo là nó về tàn. Con bổi nổi dưới này không chơi mà nó đứng ở trên đầu con bổi nổi mà nó cứ rước nha. Nó rước, nó rù rồi nó thúc, nó dậm rồi nó rước, nó rù, nó làm cực kỳ luôn. Rồi xong một hồi cái nó thấy bổi nổi dưới này chui quá nó tự rớt. Nó tự rớt càng xa nó rù già vô nó dí bổi nổi. Dí bổi nổi là mình mới sợ là con bổi nổi bể đi, mình mới đổi mây tàu xuống, mới thu phục. Đưa em nó về đội. Rồi còn cái nước rù và cái nết chơi của chim như thế nào thì mời anh em vào xem clip rừng trận đấu của em nó và với mây tàu thu phục đưa em nó về đội thì anh em sẽ tự thẩm. Anh em muốn cần sở hữu nó alo Q69 số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để đón em thổ âm khủng chạm sấm này về nước chơi và nước rù tuyệt vời cho anh em luôn. Rồi mời anh em vào xem clip rừng và tự thẩm nước chơi nha anh em. Bye.
Rồi, con bổi mới tập nó không chịu chơi anh em ơi. Giờ lùa vô, lùa con bổi lên, lùa con bổi nổi vô. Thay thế đổi mây tàu xuống để đưa em nó về đội thôi anh em ơi. Rồi, mời anh em xem tiếp trận đấu của mây tàu. 12 giờ trưa, thu phục đưa em thổ âm khủng này về đội nha anh em. Con bổi nổi này mình đang tập mà giờ nó không chơi rồi, giờ đưa mây tàu ra đừng thu phục đưa về đội. Rồi mời anh em xem tiếp trận đấu của mây tàu nha.
Bye-bye.